Xin chào các bạn, rất vui được chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến thức Tử Vi ngày mới hôm nay. Lời đầu tiên thì thay mặt Kiến thức Tử Vi chúng tôi gửi tới các bạn những lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Cảm ơn các quý anh chị và các bạn đã ủng hộ và cùng đồng hành với Kiến thức Tử Vi chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Quý anh chị và các bạn thân mến, trong ngày hôm nay thì Kiến thức Tử Vi chúng tôi sẽ chia sẻ đến các quý anh chị và các bạn một video mới nhất và nóng nhất có nội dung như sau: tử vi về nhân tướng học, về vận mệnh tài lộc của những con giáp may mắn được hưởng lộc trời cho đến một cách bất ngờ. Những con giáp này làm đâu chúng đó giàu không thể tưởng tượng ở trong 3 tháng tới đây. Và để muốn biết được đó là những con giáp may mắn nào và liệu các anh chị và các bạn có may mắn được nêu tên trong bài viết dưới đây của ngày hôm nay hay không, thì sau đây xin mời các quý anh chị và các bạn hãy cùng Kiến thức Tử Vi chúng tôi đi tìm hiểu chi tiết của nội dung bài viết dưới đây trong ngày hôm nay. Về lộc đến bất ngờ và xin chúc mừng 3 con giáp làm đâu chúng đó mua ngay két sắt bởi tiền ùn ùn đổ về trong 3 tháng tới đây. Với 3 con giáp có tên sau đây thì muốn gì được đấy, tha hồ tận hưởng phúc lộc trời ban trong thời điểm 3 tháng tới này. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ nhất đó là con giáp người tuổi Tuất. Với những chú chó cũng là một con giáp cực kỳ may mắn trong những tuần tới đây. Họ luôn có thần tài hỗ trợ, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, tiền kiếm nhiều rất dễ dàng. Với những người tuổi Tuất vốn dĩ thông minh chịu khó lại thêm việc là thời gian này gặp thiên thời địa lợi và họ đã cố gắng hết sức, vì vậy mà tài vận của họ trong tuần này cực kỳ sáng. Với các khoản thu từ công việc chính và công việc phụ đều tăng lên một cách nhanh chóng. Và trong 3 tháng tới đây thì sự nghiệp của Tuất đã có những dấu hiệu khởi sắc mới. Họ luôn nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền hơn và nhất định là không bỏ qua những cơ hội này. Nhiều người vẫn nói tuổi Tuất là mệnh sướng, cái giàu đến với họ là dửng dưng, và quan điểm này thật sự không phải là không có căn cứ. Nó ứng với thời điểm này thật sự là rất chính xác đối với người tuổi Tuất. Bởi vì trong 3 tháng tới đây, tiền tự nhiên đổ về nhà con giáp Tuất ùn ùn, nhưng con giáp này vẫn bình thản như không. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ hai đó là con giáp người tuổi Mão. Người tuổi Mão được biết đến với tính cách là hiền lành nhưng khéo léo. Họ sống chân thành với bạn bè và người thân, luôn biết đối nhân xử thế. Người này rất tốt bụng và hào phóng, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác những lúc khó khăn. Và theo tử vi học có nói và dự báo rằng khi bắt đầu từ 3 tháng tới đây thì tuổi Mão được ngôi sao may mắn chiếu mệnh và mọi việc đều ổn định trở lại. Nhờ có quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp mà người tuổi Mão đã nắm trong tay rất nhiều cơ hội tốt có thể làm thay đổi về vận mệnh, từ đó tiền thu về đầy túi. Nhưng tuy nhiên thì người tuổi Mão cũng nên chú ý không nên tham gia vào những tranh cãi hay rắc rối không đáng có để nó tránh ảnh hưởng đến công việc và sự nghiệp của bạn. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ ba đó là con giáp người tuổi Tỵ. Người tuổi Tỵ là người có tính cách thoải mái, hoạt bát, lạc quan, luôn biết tận dụng mọi thế mạnh để phát huy đúng lúc. Nhờ vậy mà rất dễ dàng gặt hái được nhiều thành công. Và trong năm Canh Tý vừa qua thì Tỵ đã đối mặt với không ít những khó khăn trong cuộc sống, thậm chí là rất điêu đứng với những chuyển biến bất ngờ không kịp trở tay. Nhưng qua năm Tân Sửu này thì mọi thứ lại hoàn toàn thay đổi ngược lại. Và theo tử vi trong 3 tháng tới đây cho thấy thì con giáp này đã được thần tài rất ưu ái và để ý mắt đến. Vì vậy đã có những ưu ái hơn những người khác với những cơ hội để thay đổi vận mệnh có 102. Dù ngày trước con giáp này khó khăn gian khổ thế nào thì trong 3 tháng tới đây vận may của Tỵ sẽ tăng vọt một cách trông thấy, công việc thăng tiến vượt trội, tiền tài cực kỳ dư giả
và vận trình của tỵ thăng tiến, có tiếng nói ở trong công việc nên được rất nhiều người ngưỡng mộ và nhiều người nể phục sát đất. Nói chung thì tỵ muốn gì được nấy, tha hồ tận hưởng phúc lộc trời ban ở trong thời điểm này. Và các bạn thân mến, dưới đây là phần 2 của nội dung bài viết trong ngày hôm nay về 7 tháng cuối năm của năm Tân Sửu 2021. Thì con giáp đầu tắt mặt tối vì chuyện phải đếm tiền và đếm vàng. Nói chung là trong những tháng này thì những con giáp cực kỳ may mắn này, tiền tình đầy đủ. Trong 7 tháng cuối năm của năm Tân Sửu 2021 thì những con giáp dưới đây sẽ được Ngọc Hoàng yêu mến, thần tài phù hộ. Vì vậy làm gì cũng hái ra tiền, làm gì cũng hái ra bạc. Và các bạn thân mến, con giáp thứ nhất đó là con giáp người tuổi Ngọ. Về theo tử vi, về đường làm quan của những người tuổi Ngọ là khá rộng mở trong thời điểm 7 tháng cuối năm của năm Tân Sửu này. Với sự nhanh nhẹn và tài trí của mình nên bạn hoàn toàn có thể tự tay nắm bắt những cơ hội thăng chức, tăng lương một cách đáng mơ ước. Quý nhân thì thường thường xuất hiện để trợ giúp bản mệnh khá nhiều trong cuộc sống, và nhiều chuyện tưởng chừng như rất phức tạp và rắc rối nhưng lại được giải quyết một cách cực kỳ nhanh chóng và rất đơn giản, có thể đơn giản một cách bất ngờ. Còn trong chuyện tình cảm thì đào hoa khá vượng là thời điểm thích hợp để những người còn độc thân sẽ tìm kiếm ra nửa kia chính thức cho mình. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ hai đó là con giáp người tuổi Tuất. Trong 12 tháng thì người tuổi Tuất chính là con giáp may mắn nhất vũ trụ trong thời gian này. Dù ai đó khó khăn thì những người tuổi Tuất vẫn vô cùng giàu sang và sung túc dư giả cả một cuộc đời. Với trong 7 tháng cuối năm của năm Tân Sửu 2021 này thì những người tuổi Tuất làm gì cũng may mắn, dư giả khiến ai ai cũng phải ghen tị. Với trời sinh ra, người tuổi Tuất là hiền lành nên đi đâu cũng có người nâng đỡ và họ sẽ lên như diều gặp gió. Cuộc sống vô cùng giàu có và viên mãn, có thể nói là trong năm Tân Sửu này không ai sánh bằng. Và các bạn thân mến, dưới đây là phần 3 của nội dung bài viết trong ngày hôm nay về thần may mắn luôn chiếu cố những con giáp dưới đây, và những con giáp này luôn sẵn sàng mở cửa để đón thần tài và những thành công ngay trong tháng 4 của năm Tân Sửu 2021 này. Xin chúc mừng những con giáp may mắn trong tháng 4 năm Tân Sửu, bạn sẽ gặp được nhiều yếu tố thuận lợi nhất trong cuộc sống, thành công đạt được cả trên phương diện sự nghiệp, tiền bạc và tình duyên. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ nhất đó là con giáp người tuổi Tý. Tý là con giáp may mắn năm Tân Sửu này. Với người tuổi Tý có nhiều cơ hội phát triển trên nhiều lĩnh vực của cuộc sống, với các mối quan hệ xã giao tốt đẹp giúp cho bạn luôn có người giúp đỡ khi mà gặp phải khó khăn. Còn những thành công bạn gặt hái được sẽ giúp bạn tiến lên một nấc thang mới trên con đường sự nghiệp. Thậm chí là có người được cân nhắc lên làm sếp và làm lãnh đạo, chỉ huy rất nhiều người. Còn tình hình tài chính của bản mệnh cũng có những dấu hiệu thăng tiến rất đáng mừng. Quý nhân sẽ giúp bạn mở rộng các mối quan hệ, làm quen được với nhiều đối tác làm ăn rất triển vọng. Và bạn nên phải nhanh tay ký kết những hợp đồng mà bạn nhận được và thấy rằng đó là những hợp đồng béo bở và rất giá trị. Với người làm ăn kinh doanh có thể nhân cơ hội này để mở rộng quy mô của mình. Còn người làm công ăn lương sẽ có cơ hội và có một khoản thu nhập kha khá, tăng lên tỷ lệ thuận với những gì mà bạn đã đóng góp cho một tập thể. Còn trên phương diện tình duyên thì bản mệnh đã có cơ hội gặp gỡ nhiều đối tượng triển vọng. Nếu cảm nhận được đối phương đang nghiêm túc với mình thì bạn cũng nên mở lòng để cho đối phương kéo gần khoảng cách lại mình. Còn những cặp vợ chồng trẻ đang ngày một thấu hiểu và trân trọng nhau hơn, có một số cặp đôi còn được bước sang một năm mới của cuộc sống khi đón những tin mang thai hoặc sinh con trong năm mới này. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ hai đó là con giáp người tuổi Dần.
Với mọi kế hoạch thì người tuổi Dần đã đề ra đều đang tiến triển một cách thuận lợi. Bạn nhanh chóng khẳng định được điểm mạnh của mình để gây ấn tượng với cấp trên và mọi người xung quanh. Có thể bạn sẽ phải di chuyển nhiều một chút, phải tiếp xúc với nhiều điều mới mẻ, nhưng đừng quá lo lắng. Và những khả năng của bạn thì hoàn toàn có thể giúp bạn chinh phục được đỉnh cao. Và với những người đang theo đuổi con đường học hành hoặc nghiên cứu, bạn cũng tìm được nhiều cơ hội để thể hiện vốn mình đã hiểu. Vốn hiểu biết của mình đã khiến cho mọi người xung quanh rất ngưỡng mộ. Và tháng 4 là thời điểm thuận lợi để bạn mở rộng các mối quan hệ với khách hàng và đối tác. Và quý nhân luôn xuất hiện còn hướng cho bạn đến những mục tiêu phù hợp với khả năng và năng lực của bản thân bạn. Bạn có thể mạnh dạn đi theo những kế hoạch mà bản thân mình đã tự vạch ra. Dù bước đầu có phải bôn ba hay không thì thuận lợi như ý muốn. Và sau khi mọi việc vào guồng thì bạn sẽ bắt đầu sẽ nhận được trái ngọt. Còn chuyện tình cảm cũng có những tiến triển tích cực. Bạn đã được giới thiệu cho những đối tượng rất triển vọng. Vì thế, nếu người còn độc thân, hãy cố gắng mở lòng mình và thử thả lòng bản thân để có thể cảm nhận được tình cảm chân thành mà người khác đã dành cho mình. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ ba đó là con giáp người tuổi Thân. Người tuổi Thân là xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa. Đồng nghiệp xung quanh luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn nếu bạn gặp phải vấn đề khó giải quyết. Nếu bạn làm ở vị trí lãnh đạo thì bạn chính là người dẫn dắt cả tập thể đến thành công. Bạn là một người đầu óc minh mẫn, sáng tạo, đã giúp cho bạn luôn tìm được hướng giải quyết các vấn đề tưởng như đã lâm vào cảnh bế tắc. Còn trên phương diện tài chính thì người làm kinh doanh nên ký kết hợp đồng vào thời điểm này rất tốt. Bởi hợp đồng được ký kết trong thời điểm này thường là đem lại nhiều lợi nhuận và lợi ích trong tương lai. Còn đường tình duyên của Thân trở nên bằng phẳng hơn so với khoảng thời gian trước. Bạn dễ dàng trở thành tâm điểm của đám đông nhờ vào bản tính hài hước, thông minh và nhiệt tình của mình. Nếu thường xuyên tham gia vào các buổi tụ tập, giao lưu thì bạn sẽ chinh phục được ánh mắt của rất nhiều người. Tình cảm của các cặp đôi sẽ phát triển hài hòa và tốt đẹp hơn. Từ đó, bạn và người ấy đã học được cách đặt mình vào vị trí của đối phương. Nhờ vậy mà nhiều vấn đề đã được giải quyết một cách nhanh chóng và chính xác nhất trong thời điểm này. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.